Chương 706. Kiếm ngục cửa ra vào. Mạc Quốc Kỵ tay dừng lại, tích mang trong nháy mắt thu liễm. Đây là địa bàn của hắn, hắn căn bản không sợ Bái Dạ đào tẩu. Kích mang biến mất trong nháy mắt, thân thể Bái Dạ bị đánh mở ra kia nháy mắt hợp lại đứng lên. Chỉ là đứng trước mặt Mạc Quốc Kỵ, Bái Dạ sắc mặt tái nhợt giống như là một tấm giấy trắng. Lúc này Máu Kỵ căn bản không cần mượn nhờ cái khốn sát trận cũng có thể nhẹ nhóm xử lý Bái Dạ. Nói đi, đừng ra nơi nào, Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng hỏi. Nếu như Bái Dạ có lựa câu hoang ngôn, hắn không chút do dự đem đối phương hóa thành bột mịn. Ngươi phải đảm bảo không giết ta, ta lập tức nói cho ngươi như thế nào rời khỏi kiếm ngục. Bái Dạ thanh âm có chút tung bay, hiện nhiên thân thể của hắn chỉ là mặt ngoài khôi phục, trên thực tế cách khôi phục còn kém xa. Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói, ngươi nói cho ta biết như thế nào rời kiếm ngục, ta không giết ngươi. Nếu là không muốn nói hoặc là không tin, vậy thì chớ nói. Bái Dạ nghe một chút Mạc Quốc Kỵ lời nói liền biết hắn không có lựa chọn. Tu luyện tới hôm nay, hắn trải qua nguy hiểm nhiều vô số kể, lúc này hắn sao không biết lựa chọn thế nào. Hắn chỉ có thể cược Mạc Quốc Kỵ nhân phẩm. Địa phương dưới đi kiếm ngục là kiếm khí hà. Ta cảm giác kiếm khí tuyển qua kia là địa phương rời đi kiếm ngục, nhưng là muốn đi vào kiếm khí tiền qua ít nhất phải là thần thể hậu kỳ, còn không có khẳng định an toàn, cho nên ta cho rằng địa phương rời đi kiếm ngục duy nhất chính là kiếm khí hà. Bái Dạ cơ hồ là đem những thứ này nói xong, Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nói, người đang gạt ta sao? Kiếm khí hà kia chính là vì từ đạo cũng không thể xuống dưới, ai có thể từ kiếm ngục rời đi, người lại là như thế nào biết được? Bái Dạ giọng thành khẩn nói, ta tinh thông thôi diễn chi đạo, làm đó ta thôi diễn đến Bình An Đẳng Sơn có đại tai nạn, đến lúc đó mới rời đi. Về sau ta thôi diễn đến kiếm khí hà là rời đi kiếm ngục cửa ra vào, lúc này mới điên cuồng luyện thể, muốn tấn cấp đến thần thể hậu kỳ, tiến vào kiếm khí hà. Tiến vào kiếm khí hạ nhất định phải thần thể hậu kỳ, Mạc Quốc Kỵ nhíu mày hỏi. Hắn vốn là hoài nghi Bái Dạ này nói. Kiếm khí hạ cái chỗ kia, Mạc Quốc Kỵ đi qua hắn vẹn vẹn lấy lửa vời kiếm, thiếu chút nữa đã bị kiếm khí hạ kiếm khí xé rách. Nếu như muốn đi vào kiếm khí hạ, đây chẳng phải là đường chết không nghi ngờ. Bái Dạ đáp, ta không chắc chắn lắm, ta chỉ cho rằng cần đến thần thể tầng thứ tư trở lên liền có thể đi kiếm khí hạ nhìn xem. Nói thần thể hậu kỳ chỉ là càng thêm ổn thỏa một chút. Bái Dạ nói xong tỉnh táo nhìn Mạc Quốc Kỵ, hắn lại nói, trên thực tế tương đương không nói, ở trong kiếm ngục ai có thể đem nhục thể thần luyện tới thần thể trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Hắn một chút hy vọng sống chỉ có thể ký thác tại Mạc Quốc Kỵ giữ uy tín. Ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi nói. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh một câu, nói xong câu đó Mạc Quốc Kỵ động cũng không có động, xung quanh khốn sát trận biến mất vô tung vô ảnh. Bái Dạ xuất hiện lần nữa tại trên quảng trường, mà dọc theo quảng trường hơn 10 người chính là kinh dị không thôi nhìn bọn hắn bên này. Bái Dạ trong lòng giật mình, thật là đáng sợ trận đạo khống chế. Hắn vừa qua cường đại nhất tiên trận sư, muốn khống chế pháp trận cần phải có trận kỳ hoặc cần thần niệm thủ đoạn. Hắn khẳng định vừa rồi Mạc Quốc Kỵ không dùng thần niệm, có thể trong pháp trận này vô thanh vô tức mở ra. Nếu như hắn Bái Dạ biết lại thủ đoạn này, Mạc tông chủ thần thông quảng đại, ta Bái Dạ nguyện ý gia nhập môn hạ của ngươi, thụ ngươi thúc đẩy. Bái Dạ chẳng những không có rời đi, ngược lại khom người thi lễ, ngữ khí kính cẩn nói, Mạc Quốc Kỵ loại thủ đoạn khống chế trận đạo này còn có lũ tử kia thủ đoạn, có thể thấy được trong lại tấn cấp hắn đều không muốn bỏ qua, mà lại hắn cho rằng Mạc Quốc Kỵ là một người tương đối tốt khống chế. Nếu đổi lại là hắn, hắn vừa rồi tuyệt đối không lưu thủ, đối phương nói ra lối đằng sau ngay lập tức hạ sát thủ. Chớp mắt vị Mạc tông chủ này không có đối hắn hạ sát thủ, đó chính là đạo tâm không kiên. Chỉ cần đi bên người loại người này, sớm muộn hắn cũng sẽ làm rơi đối phương. Cút. Sau ba hơi thở không đi, ta ngay lập tức cho người không thể rời đi, Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng quát. Bái Dạ thân thể cứng đờ, dưới cái tình huống bình thường hắn rất ít phán đoán sai lầm. Hắn coi Mạc Quốc Kỵ là thuộc loại gia hỏa ăn mềm không ăn cứng, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng phun ra một cái đinh. Rất nhanh hắn liền minh bạch, nếu như mình không đi ra mà nói, hắn thật ra không nổi. Bái Dạ giờ phút này chỗ nào còn đi phân tích cùng với cả thôi diễn, tranh thủ thời gian cấp tốc lùi ra ngoài, vọt tới vô biên mênh mông kiếm khí của kiếm ngục kia. Cứ việc với cùng mình đoán một cái màn đồng dạng, trước mắt vị Mạc tông chủ lại nhẹ nhõm thu thập Bái Dạ. Vì tử đạo trong lòng y nguyên trầm xuống, hắn vốn định gia nhập Bình Phạm, hiện tại Mạc Quốc Kỵ ngay cả Bái Dạ đều không thu thì như thế nào thu hắn. Trước hắn đối với Mạc Quốc Kỵ thế nhưng là rất ác liệt, hắn quyết định khôi phục một chút thực lực về sau lập tức đi ngay. Giống như là Bái Dạ bị Mạc Quốc Kỵ gọi cút còn không bằng chính mình một chút mặt mũi.
Tô Tử An gặp qua Mạc tông chủ, Cha Duệ gặp qua Mạc tông chủ. Bái dạ vừa đi, lưu lại trên quảng trường đông đảo tu sĩ nhao nhao chào. Các người là đến gia nhập ta Bình Phạm. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt từ trên thân mọi người quét tới. Đúng vậy, khẩn cầu Mạc tông chủ thư lưu. Tô Tử An càng là quốc kính cẩn nói: Tông chủ, vừa rồi thời điểm bái dạ tới, Thanh Như sư muội nói muốn gia nhập Bình Phạm đệ tử đến bên người nàng. Có ba người chưa từng đi, bọn hắn hẳn sẽ coi bái dạ sẽ thắng. Kết quả không nghĩ tới tông chủ kịp về. Trông thấy tất cả mọi người muốn gia nhập Bình Phạm, vị lang nói: Mạc Quốc Kỵ đến kiếm ngục cứu Hàn Thanh Như, hắn tự nhiên biết Hàn Thanh Như tương lai là Bình Phạm địa vị gì. Nếu như không phải địa vị của hắn cùng với thực lực vượt xa Hàn Thanh Như, hắn thật muốn gọi là Hàn Thanh Như sư tỷ. Chỉ gọi là Hàn Thanh Như sư tỷ, mông ngựa cũng có chút quá rõ ràng. Hiện tại hắn đi nói chuyện chính là lo lắng nhất Hàn Thanh Như quá mức thiện lương, không có ý tứ nói ra chuyện này. Hắn thế nhưng không biết, coi như hắn không nói, Hàn Thanh Như cũng sẽ nói. Nếu là ở thời điểm Vĩnh Anh Giáp, Hàn Thanh Như có thể còn được rồi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn Thanh Như rất rõ ràng sự tình này. Sự tình gì phải nói, sự tình gì không nên nói. Đúng vậy, Vô Kỵ, vừa rồi hoàn cảnh chính xác ba người không có nguyện ý gia nhập Bình Phạm, Hàn Thanh Như cũng đi tới. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt đảo qua đám người kia, là ba người nào không nguyện ý gia nhập Bình Phạm tông môn, xin cứ tự nhiên đi, nơi này không cần mấy vị. Ba tên tu sĩ vết thương chẳng chịt cúi đầu đi xa, bọn hắn cũng không có nói nhiều, chỉ là đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền quanh người cấp tốc rời đi. Ba người bọn họ rõ ràng thật vất vả mới từ Bình An Đằng Sơn đi xa, bọn hắn sợ rằng phải bỏ mạng tại trong kiếm khí của kiếm ngục. Mạc Quốc Kỵ không có lửa phần thương hại, đệ tử không thể vì tông môn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muốn tới làm gì dùng, thu vào tông môn xem như là một cái lão cha, một cái dạng kính lấy à. Đà tạ Mạc tông chủ cứu giúp, vì tử đạo cũng khôi phục một chút khí lực, hắn đứng lên ôm quyền, liền muốn rời đi khỏi hộ trận. Mạc Quốc Kỵ lại lên tiếng nói: Tử đạo huynh, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta Bình Phạm mà nói, ngược lại có thể lưu lại. Đương nhiên, gia nhập ta Bình Phạm cần lời thề để không tổn hại Bình Phạm bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, ba người bàng hoàng cùng với vi tử đạo, thương hạc cốc, Mạc Quốc Kỵ nhất là nguyện ý tới là vi tử đạo. Người đều là ích kỷ, vi tử đạo cách làm đứng tại trên lập trường chính mình cũng không có gì sai lầm. Dựa theo vi tử đạo ý nghĩ, nếu như hắn không thu hồi 10 cái dặm kia địa vị, vậy thì bàng hoàng cùng thương hạc cốc cũng sẽ không hợp tác với hắn. Theo vi tử đạo thu hồi 10 cái dặm kia về sau, hắn liền có thể đạt được đại lượng kiếm khí hà thủy, thậm chí khôi phục, đắc tội một số người mới quen cũng không có cái gì. Mạc tông chủ, vi tử đạo kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, hắn đang chờ vi tử đạo quyết định. Thu lưu vi tử đạo là một cái vị, một là vì vi tử đạo người cũng không tệ lắm, thứ hai vi tử đạo là tiên đế hậu kỳ, thiếu chút nữa chính là đại tiên đế. Một khi ra ngoài thành lập Bình Phạm về sau, hắn Bình Phạm cần đại tiên đế, cần còn không phải là một cái. Vi tử đạo nguyện ý gia nhập Bình Phạm, từ hôm nay trở đi, vi tử đạo lập thệ không làm ra bất kỳ sự tình gì có hại với Bình Phạm, tuyệt không để cho Mạc tông chủ là địch. Nếu trái lời thề, tâm ma nhập thể lôi kiếp bỏ mình. Vi tử đạo kịp phản ứng, hắn không chút cho dự thề. Ở trong kiếm ngục bị nhốt nhiều năm như vậy, vi tử đạo sao không biết lấy hay bỏ. Nếu như không thể đi ra ngoài, thề hay không thể có gì khác biệt. Nếu như thề có thể ra ngoài, hắn lại phát động một chút cũng không chút nào ý tứ. Huống hồ hắn phát thề không phải là không có tính toán vi phạm. Loại lời thề này đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mạc Quốc Kỵ hài lòng nói: Tử đạo huynh, từ nay về sau chính là ta Bình Phạm hữu hộ tôn chủ. Nếu là có thể lời này ra ngoài, ta nhất định nghĩ biện pháp để cho tử đạo huynh bước vào đại tiên đế. Vi tử đạo gia nhập Bình Phạm đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói thế nhưng là phi thường có ý nghĩa. Vi tử đạo trong ma kiếm ngục có thực lực như thế, một khi rời khỏi kiếm ngục, vậy tuyệt đối không phải tiên đế hậu kỳ bình thường có thể so sánh. Mà vi tử đạo thể rất là xem thời cơ, tăng thêm một cái câu tuyệt đối không cùng hắn là địch. Vâng tông chủ. Vi tử đạo sớm đã có ý nghĩa rõ ràng, trong đó được nhiều hơn mất, thả chính là ngay ngắn tâm tình của mình. Nếu như gia nhập Bình Phạm liền là người của Bình Phạm, tại khi không có tiến vào kiếm ngục trước đó, hắn là một kẻ tán tu, sở dĩ không gia nhập tông môn chính là vì sợ tông môn trói buộc. Cũng may hắn hiện tại là hữu hộ tôn chủ, tại trước mặt hắn chỉ có một cái tông chủ, tự do hắn vẫn là vô cùng cao, chính là tả hộ hôn tôn chủ, cũng là bất quá giống như hắn mà thôi.
Mã Quốc Kỵ ánh mắt từ trên thân những người còn lại đảo qua. Ta Bình Phạm hiện tại chưa thành lập tông môn, một khi từ kiếm ngục ra ngoài, Bình Phạm sẽ thành tiên giới đệ nhất tông môn. Nguyện ý gia nhập Bình Phạm liền tỏ ra thái độ đi, nếu không nguyện ý gia nhập, các vị có thể rời quảng trường ngay lập tức. Mặc dù kém hơn Bình An Đằng Sơn, so với kiếm ngục địa phương khác, đó chính là muốn tốt hơn gấp trăm lần. Gia nhập Bình Phạm là lựa chọn duy nhất. Bao quát Tô Tử An bên trong lại 6 người còn có dị nghị, 6 người nhào nhào thề biểu thị vĩnh viễn không phản bội Bình Phạm. Mã Quốc Kỵ gật đầu, những người này trong kiếm ngục thời gian dài như vậy, sớm biết được kiếm ngục đáng sợ, đổi thành hắn ở trong kiếm ngục hào mòn mấy cái ngàn năm chỉ sợ không có ý tưởng. Tông chủ, chúng ta 4 người vốn là Thiên Cơ Tông, chỉ là Thiên Cơ Tông bị diệt, chúng ta ném tới kiếm ngục lúc này mới không có dám lộ ra lai lịch. Hiện tại có tông chủ ở trên, Tô Tử An không dám tiếp tục giấu giếm. Tô Tử An lại mang theo Thiên Cơ Tông còn lại 3 người gia nhập Bình Phạm về sau, dứt khoát đem lai lịch của mình nói. Các người đến từ Thiên Cơ Tông? Mã Quốc Kỵ ngạc nhìn hỏi. Chương 707 Phá Toái Giới tầng thứ tư mở ra. Tô Tử An lần nữa khẽ khom người. Hồi tông chủ, chúng ta 4 người đích thực là đến từ Thiên Cơ Tông. Ta là Tô Tử An, nguyên lai là Thiên Cơ Tông trưởng lão. Nói xong, Tô Tử An lại chỉ vào nam tử tướng mạo thô cuồng bên ngoài nói, đây là Lỗ Minh, Thiên Cơ Tông chấp pháp đường chấp sự. Sau khi Lỗ Minh, hai người là Thiên Cơ Tông đệ tử Hải Chân Quỳ cùng Phiền Oa. Mã Quốc Kỵ trong lòng rất là mừng rỡ, mặc dù hắn đã từ bỏ ý nghĩ đơn độc thành lập Thiên Cơ Tông, hắn tốt xấu vẫn là Thiên Cơ Tông tông chủ, đối với Thiên Cơ Tông một mực có tình cảm. Không nói Tô Tử An là tiên tôn hậu kỳ, Lỗ Minh là tiên vương trung kỳ, Hải Chân Quỷ tuy là nữ tử, tư chất khẳng định không thấp, lại là đại la tiên hậu kỳ, tại môn hạ quán không cần phải quá kém. Đại la tiên hậu kỳ kỳ thực cùng tiên vương cũng không có bao nhiêu khác nhau, bởi vì hắn có lịch tiên vương đan. Về phần tuổi tác nhỏ nhất là Phiền Oa, là một cái huyền tiên hậu kỳ. Phiền Oa xanh xao vàng vọt, cõng một cái chi trúc kiếm. Mã Quốc Kỵ mơ hồ cảm giác được Phiền Oa này là tiền đồ cao nhất. Tại kiếm ngục nơi này, quanh người hắn thế mà tản mát ra một dạng nhàn nhạt kiếm ý. Có thể thấy được hắn cùng với người khác khác biệt, người khác trong kiếm ngục vì bảo vệ mệnh, hắn lại có thể cảm ngộ kiếm ý. Mã Quốc Kỵ đem ánh mắt rơi trên những người cha duệ. Cha duệ là chuẩn đế tu vị, dáng dấp rất anh tuấn, một dạng rất gầy. Tại kiếm ngục nơi này có thể sống sót coi như là không tệ, còn gầy yếu như vậy cơ hồ là ngoại hình. Tông chủ ở trên, đệ tử cha duệ bởi vì không cẩn thận giết đại kiếm đạo một cái thiên tài đệ tử, kết quả là bị đại kiếm đạo tiền đế bắt được lấy, dùng kiếm phù phong tỏa nhốt ở kiếm ngục. Cha duệ gặp Mã Quốc Kỵ ánh mắt rơi trên người mình, mau trước giới thiệu một phen. Đi theo cha duệ cùng đi là một cái tên tiên vương hậu kỳ, một tên tiên tôn trung kỳ. Tiên tôn trung kỳ chính là lữ tử trung niên, gọi là Vu Thái Quân. Nói tựa hồ cũng không nhiều. Cuối cùng là tiên vương gọi là Độc Sa. Thường thế trên người hắn sâu hơn, lửa bên lông mày dường cũng là không có, trên mặt máu loạn lổ. Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi người một chỗ, chính là Bình Phạm. Bình Phạm tôn chỉ mọi người bình đẳng, thậm chí tiên phàm cũng là bình đẳng. Cái này nghe có chút trò cười, nhưng đây là chúng ta một mục tiêu. Mà Quốc Kỵ không có nói cho Tô Tử An hắn chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Hắn không muốn để cho Tô Tử An mấy người trong này có gì khác biệt. Mọi người hiện tại không có Thiên Cơ Tông, đều là người của Bình Phạm. Mã Quốc Kỵ lời nói thế nhưng là giống như cự thạch rơi xuống. Dù là nơi này kiếm ngục, mọi người biết rõ, đi ra hy vọng xa vời. Đám người cũng không có biện pháp lý giải Mã Quốc Kỵ lời nói, chỉ có Hàn Thanh Như thoáng có chút minh bạch. Thời điểm Mã Quốc Kỵ ở tại Bách Hoa Sơn Trang, tựa hồ không có mấy cái tù tiền giả so với phạm nhân bình thường cao quý hơn bao nhiêu. Tiên nhân ở giữa bình đẳng, cái này mặc dù thái quá, còn có thể nghe được. Thế nhưng tiên phàm bình đẳng, cái này hoàn toàn chính là nằm mơ. Mã Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta biết mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại trong Bình Phạm, người người chính là bình đẳng. Kỳ thực đây không phải là cái thứ nhất nói ra. Tại tiên giới Phật môn liền đưa ra một cái bình đẳng đạo niệm. Bọn hắn so ra với ta, nói người bình thường bình đẳng càng quá đáng. Bọn hắn đưa ra chính là chúng sinh bình đẳng. Đương nhiên, bọn họ nhiều môn phái chỉ đã đem chúng sinh bình đẳng đặt trong miệng mà thôi. Có làm hay không đạt được, bọn hắn không đi cân nhắc. Mà ta Bình Phạm khác biệt, nếu như sách ra người bình đẳng,
thì đó chính là không có tiên phàm mà nói. Bộ kỵ, ta cho rằng tuyệt đối bình đẳng rất khó làm được. Một bên Hàn Thanh Như có chút lo lắng nói. Mà quốc kỵ gật gật đầu. Thanh Như tỷ nói đúng. Vô luận là tiên nhân hay là phàm tục đều không thể làm đến tuyệt đối bình đẳng. Liền lấy chúng ta bình phạm tới nói, có tông chủ nào còn có trưởng lão, địa vị của mọi người không bình đẳng. Này tỷ như nói, một người phạm vào tội hẳn là không có tư cách cùng người khác bình đẳng. Tỷ như một cái tiên nhân cùng phàm nhân, tâm lý bọn hắn ưu thế cũng không bình đẳng. Nói tới đây, máu kỵ ánh mắt chậm rãi từ trên thân mọi người đảo qua. Ta nói bình đẳng chỉ là một cái đầu cân đạo, cân nhắc đạo đức lý niệm, đánh dấu trước mặt người. Người người bình đẳng, sau lại tại trong bình phạm. Tiên nhân không thể giết phù cớ phạm nhân, tiên nhân cũng cùng phạm nhân giao dịch, muốn dựa theo ngang hàng giá trị trao đổi. Có thể đứng ở nơi này, cái đảo không rõ, trải qua vô số sự tình, trong sóng đảo xa xuống. Mà có kỵ lời nói rõ ràng như vậy, mọi người tự nhiên rõ ràng. Mặc dù không có người xem trọng mà có kỵ ý nghĩ, cũng không có người nói ra. Bọn hắn không biết mà có kỵ chính mình là một cái linh căn phạm nhân, cho nên rất khó hiểu thành cái gì mà có kỵ muốn đưa ra tiên phạm bình đạo. Nơi này là đại kiếm đạo kiếm ngục, đại kiếm đạo ta bình phạm. Sau khi thành lập, cái thứ nhất muốn là tiêu diệt tiên môn, cho nên chúng ta hiện tại chuyên cần làm đầu tiên chính là từ kiếm ngục này rời đi. Lời này chúng ta bình phạm tiên môn, cái thứ nhất chỗ đứng. Mà quốc kỵ nói tới đây bỗng nhiên kêu, vi tử đạo. Vi tử đạo tại, vi tử đạo rõ ràng mà quốc kỵ hiện tại cần đối với bình phạm tuyệt đối khống chế. Bằng không mà nói, mà quốc kỵ cái loại lý niệm này không cần thiết thực, cũng không có nói ra liền chết yểu. Người là bình phạm hữu hộ tôn chủ, thời điểm ta không có ở đây, này tất cả do người làm chủ. Mà quốc kỵ cầm ra hai cái bình ngọc, nơi này là tiên lâm đan cùng trí thanh đan. Người mau chóng khôi phục thực lực của mình, tùy thời chuẩn bị rời kiếm ngục. Vâng tông chủ. Vi tử đạo thanh âm kích động có chút run rẩy. Hắn biết rõ trí thanh đan đối với mình tác dụng, hắn cũng minh bạch vì cái gì trước đó mà quốc kỵ không cho trí thanh đan. Đó là bởi vì hắn không có phát ra lời thề gia nhập bình phạm, đổi thành hắn cũng sẽ không cho. Giản Minh Thành, người là bình phạm truyền đạo tôn chủ, phụ trách rời khỏi đây bình phạm tông môn tuyển đệ tử. Nhấp Sung An, ngươi là bình phạm nội sự tôn chủ, phụ trách rời khỏi đây bình phạm tông môn thành lập. Cha Duệ, bình phạm đệ nhất trưởng lão. Tô Tử An là bình phạm trưởng lão đời thứ hai. Vị Lăng là bình phạm trưởng lão thứ ba. Vũ Thái Quân là bình phạm trưởng lão thứ tư. Cụ thể công việc rời khỏi đây an bài. Đồng Sa Lỗ Minh, dù không có tìm kiếm rời đi kiếm ngục, mà có kỵ bắt đầu an bài bình phạm công việc cụ thể. Với hắn mà nói, có thể trong kiếm ngục tìm tới nhiều cường giả như vậy gia nhập bình phạm, đó là việc tốt nhất. Bình phạm một mình hắn thành lập không nổi, hắn cần tìm kiếm một nhóm người cùng chung chí hướng. Hắn mới là đại la tiên trung kỳ, cứ việc luyện thể tầng thứ tư cần phải tiến hành theo chất lượng mà thành lập bình phạm, có lẽ tiếp qua 100 vạn năm cũng không xê xích nhiều. 100 vạn năm thời gian, món ăn cũng đã lạnh, hắn chờ không được thời gian dài như vậy. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, mà quốc kỵ đem những tất cả mọi người sự tình an bài một lần, đồng thời hết thảy lấy ra 20 bình tiên lâm đan, 10 bình trí thanh đan giao cho mỗi người chữa thương. Còn chưa có thành lập tông môn liền thu được chữa thương tiên đan. Tiến vào kiếm ngục tới nay, tất cả mọi người trước nay chưa có tràn đầy hy vọng cùng đấu trí. Vi tử đạo càng là kinh hãi không thôi. Mà quốc kỵ xuất ra 1-2 bình trí thanh đan, hắn còn có lý giải duy nhất một lần xuất ra 10 mấy cái bình trí thanh đan đều là hạng nhất trí thanh đan. Đây quả thực là mộng ảo. Đây giải thích đó chính là mà quốc kỵ chính là một cái đan đế, có thể luyện chế hạng nhất trí thanh đan. Vi tử đạo có thể đoán được Nhiếp Dung An, Dạn Minh Thành mấy người đều hiển nhiên mơ hồ đoán được mà quốc kỵ là một đan đế. Tại sau khi đoán được mà quốc kỵ là đan đế, mấy cái tên tiên đế càng là phấn chấn. Tiên giới thụ nhất người tôn kính không phải là tiên đế, mà là đan đế cùng với đạm đế, còn có chính là đỉnh cấp tiên sư đại trận. Mà quốc kỵ đem Suy A kêu lên, để Suy A cùng mọi người nhận biết một phen về sau, đem Suy A nhét vào trong hộ trận quán, để Suy A một bên luyện thể, một bên tu luyện. Loại hoàn cảnh tốt này tự nhiên là muốn để cho Suy A cũng rèn luyện một chút. Lấy ra nhiều như vậy trí danh đan cùng tiên thanh đan, mục đích đúng là để vì mọi người sớm một chút khôi phục. Một khi sau khi khỏi rời nơi đây, rất có thể đứng tại trước đại chiến. Hắn cũng không muốn bình phạm còn chưa có bắt đầu thành lập, bình phạm đệ tử liền bị đại đạo kiếm làm cho rụng hết. Chờ tất cả mọi người tiến vào hộ trận bắt đầu bế quan chữa thương, khôi phục thực lực về sau, mà quốc kỵ lần nữa đi cái mảnh bãi sa mạc này. Hắn lưu lại lời này tu luyện thật không có bất kỳ ý nghĩa.
hiện tại là hắn là thần thể tầng thứ tư, ngoại trừ trong kiếm khí tuyển qua kia bên ngoài, trong kiếm ngục địa phương có thể tổn thương hắn càng là ít. Mã Quốc Kỵ hiện tại muốn tìm một cái đường ra bên ngoài, một bên muốn trực tiếp rèn luyện tu vị của mình cùng thực lực. Hắn còn tại hai cái địa phương muốn đi, cái thứ nhất địa phương chính là vị trí bị truyền tống vào tới. Hắn trong đó có một cái thần niệm ấn ký, hiện tại đi qua nhìn một chút coi không cảm ứng được truyền tống trận bên ngoài. Nếu như là nơi này không cảm ứng được đường đi ra ngoài, hắn liền đơn độc đi kiếm khí hạ. Kỳ thực hắn cùng Bái Dạ ý nghĩa cùng một loại, hắn cũng cho rằng kiếm khí hạ rất có thể là đường đi ra ngoài. Phá toái giới tầng thứ 3 biên giới, chỉ ít có mười mấy vạn tiên nhân chen chút chỗ này. Lời lại tiên nhân tu vị từ thiên tiền đến đại la tiên đều phải có. Nguyên bản phá toái giới tầng thứ 4 mở ra chỉ có đại ất tiên phía dưới mới có thể đi vào. Lần này bởi vì thời điểm phá toái giới tầng thứ 4 còn chưa mở ra, bị thái thượng thiên cường giả dùng pháp bảo siêu việt tiên khí cưỡng ép mở ra, cho nên phá toái hủy đi quy tắc, tạo thành đại la tiên cũng có thể đi vào. Một tên nam tử trẻ tuổi tại cái lối đi vào, cứ việc vô số người chen tại ngoài cửa này đều biết phía sau nam tử này chính là phá toái giới tầng thứ 4, nhưng không có một người dám xông vào. Người tới nơi này đều rõ nam tử trẻ tuổi là ai, thái thượng thiên Tấn Vũ, một vị đại đế cường giả. Tấn Vũ ánh mắt trên mọi người quét tới, chậm rãi nói: lần này phá toái giới tầng thứ 4 tiêu hào thái thượng thiên bạo vật mở ra, cho nên mỗi người tiến vào phá toái giới đều phải xuất ra phá toái giới tầng thứ 4 thu hoạch một lửa sao cho thái thượng thiên. Chúng ta cũng sẽ căn cứ phá toái giới thu hoạch được bình chọn đến để chúng toại tuyển thái thượng thiên đệ tử thiên tài. Không có người dị nghị, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Tấn Vũ hơi gật đầu rồi tiếp tục nói: ở trong phá toái khư, ở phá toái giới tầng thứ 3 có một cái kiện bảo vật gọi là nghiệp họa hồng liên. Tại tầng thứ 3 sau khi xuất hiện liền biến mất. Chúng ta suy đoán món pháp bảo này rất có thể xuất hiện ở tầng thứ 4. Vô luận là ai thu được nghiệp họa hồng liên cũng nhất định phải giao cho thái thượng thiên. Đương nhiên hắn thu hoạch được càng lớn hồi báo, bị thái thượng thiên làm cho đỉnh cấp hạch tâm đến bồi dưỡng. Tô Sư Tỷ, tại đám người bên cạnh góc, một cái nam tử gầy yếu vừa định nói chuyện liền bị bên cạnh Lữ Tử dùng ánh mắt nghiêm nghị ngừng. Sau đó Lữ Tử truyền âm nói: Hóa Long sư đệ, có lời gì đến bên trong rồi hãy nói, không nên nói trong chỗ này tiếp tục lung tung. Hai người này chính là máu khí thiên cơ đan các trở về từ cõi chết, Tô Nhu Nhi cùng Động Hóa Long. Bọn hắn một mực trốn tại Vĩnh Anh Tiên Vực, sau khi biết tin Mạc Quốc Kỵ bị vài đại tiên đế vây giết, rất có thể vẫn lạc, lúc này mới liều chết đến phá toái giới tìm cơ hội muốn tăng tu vị. Chương 708 Hồng Liên hiện. Ta nhìn người thế nào có chút quen mắt. Một tên nam tử người mặc tiên bào đỏ sậm bỗng nhiên nhíu mày nhìn Tô Nhu Nhi đang cúi đầu. Tô Nhu Nhi thế nhưng trong lòng sợ hãi đan xen, trước mắt người này hóa thành trò làng cũng nhận biết, sao hỏa này chính là Kính Không Tiên Đạo Phó Trấn Tùng, cũng là Kính Không Tiên Đạo tại Tiềm Giác Tiên Khư Thương Lâu quản sự. Lúc này làng cùng Biên Sư Huynh chính là bị người này bắt lấy. Nếu không phải là Dịch Lam may mắn quen Thiên Cơ Đan Các Mạc Tông Chủ, Mạc Tông Chủ xuất thủ cứu nàng, làng sớm đã không còn mệnh. Lần này tới phá toái giới tầng thứ 4, làng vốn chính là cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới lại bị Phó Chấn Tùng nhận biết làng trông thấy. Đầu Hóa Long tự nhiên nhận biết ra Phó Chấn Tùng, sau lưng của hắn cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có chút hối hận chính mình nói nhiều. Mặc dù là hắn biết Phó Chấn Tùng xuất hiện ở đây chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng mà vận khí quá kém một chút. Ta đã biết ngươi là người của Thiên Cơ Tông Dương Nghiệt, lúc trước ta đã bắt lấy qua, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy các ngươi, ha ha. Phó Chấn Tùng cười ha ha. Nhưng vào lúc này đám người bắt đầu chuyển động, nguyên lai là Đại Tiên Đế Tấn Vũ nói chuyện kết thúc, tầng thứ 4 chính thức mở ra. Tô Nhu Nhi trước tiên nắm lấy Đậu Hóa Long vọt vào phá toái tầng thứ 4. Tô Nhu Nhi những cái năm này trốn đông trốn tây, so với Phó Chấn Tùng càng là đem lắm thời cơ. Nơi này đám người phun trào cho Phó Chấn Tùng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ở trong này tới ra pháp bảo tùy tiện động thủ. Trông thấy Tô Nhi Nhi cùng Đậu Hóa Long xông vào phá toái giới, Phó Chấn Tùng giận dữ đi theo vọt vào. Sư tỷ, chúng ta sao bây giờ? Vừa tiến vào tầng thứ 4, Đậu Hóa Long liền khẩn trương. Cùng ta bên này. Tô Nhu Nhi thân hình lóe lên,
tìm một cái phương hướng cấp tốc vọt tới. Phá toái giới tầng thứ tư lối vào, sương mù tràn ngập, thần niệm là phạm vi quá hạn chế. Chờ Phó Chấn Tùng xông về sau, trong thần niệm của hắn sớm đã mất đi Tô Nhô Nhi cùng Đậu Hóa Long tung tích. Cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ, hắn tuyệt đối không để cho hai người kia đào tẩu. Sư tỷ, chúng ta đi phương hướng tựa như là tiên linh khí yếu nhất phương vị. Đại ca nói, bình thường bí cảnh mở ra, địa phương tinh linh khí sung túc mới là có đồ tốt. Đi một đoạn, Đậu Hóa Long nhịn cũng được nói. Hắn cảm giác như Tô Nhô Nhi dẫn hắn đi địa phương này, càng chạy tiên linh khí càng yếu. Xung quanh tiên linh thảo cũng là đều một cấp thấp mặt hàng, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không thuận mắt. Tô Nhô Nhi ngưng giọng nói, Hóa Long sư đệ, hiện tại chúng ta bị Phó Chấn Tùng kia truy sát, hắn là đại ất tiên, hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Tầng thứ tư mới vừa mở ra, tất cả mọi người hướng phương hướng tiên linh khí sung túc đi, chúng ta nếu như cùng đi rất dễ bị người khác trông thấy, cho nên chúng ta hướng địa phương tiên linh khí yếu kém nhất trốn. Loại địa phương này người tới khẳng định ít nhất. Sư tỷ nói chính là, ta kinh nghiệm quá kém. Đậu Hóa Long tràn đầy khâm phục nói. Hai người chạy thẳng đến tiên linh khí càng ngày càng yếu kém. Mấy ngày sau thời điểm hai người ngay cả cấp thấp linh thảo đều không thấy, Tô Nhu Nhi mới chậm lại. Nơi này thời gian ngắn sẽ không có người tới, chúng ta ngay tại bên này tránh một đoạn thời gian, sau đó từ từ lại đi địa phương tiên linh khí lồng đậm. Thực lực chúng ta có hạn, chỉ có thể tìm vận may nhặt được một chút người khác sơ sót mất đồ vật. Tô Nhu Nhi cũng là thở dài. Nhiều người như vậy tiến vào phá toái giới tầng thứ tư, bọn hắn muốn nhặt một chút bảo vật của người khác bỏ sót thực quá xa nan. Đậu Hóa Long cũng siết chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, vô luận thế nào tương lai ta nhất định phải vì đại ca báo thù. Đại Kiếm Tông cùng Lôi Tông những cái vương bát đản kia thật không biết xấu hổ, thế mà xuất động mấy cái đại tiên đế vây công Mạc đại ca. Đậu Hóa Long nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, lập tức hắn khiếp sợ chỉ về đằng trước vị trí kêu lên, sư tỷ đó là vật gì? Tại vị trí cách bọn hắn không đến một dặm có một cái hồ nước khô cạn, hồ nước chính là ở giữa lơ lửng một cái đóa hoa hồng hoa sen. Hoa sen chỉ có 11 cánh đặc biệt lóa mắt, nghiệp hỏa hồng liên. Tô Nhu Nhi ngữ khí run rẩy, nàng dám khẳng định đó chính là nghiệp hỏa hồng liên. Nhanh, chúng ta nhanh một chút đi đem nguyệt hỏa hồng liên thu lại, loại vật này một khi tiết lộ ra ngoài, hai người chúng ta ngay cả xương vụn còn không có. Tô Nhu Nhi ngữ khí run rẩy, nàng không nghĩ tới tại địa phương tiền đình khí cơ hồ không có lại có thể gặp phải nghiệp hỏa hồng liên. Ta đã biết, hẳn là nghiệp hỏa hồng liên đem xung quanh tiền đình khí toàn bộ hấp thu, lúc này mới tạo thành nơi đây tiền đình khí thiếu thốn. Đậu Hóa Long cũng là kích động không thôi nói. Mã Quốc Kỵ đứng ở trong kiếm ngục trên một cái mảnh bãi đá vụn trống trải, trong mắt viết đầy chữ thất vọng. Hắn làm ra thần niệm ấn ký ở chỗ này, bất quá hắn vô luận hắn xuất ra truyền tống phù thế nào, kích phát cũng không mảy may cảm giác bên ngoài truyền tống trận bàn tin tức. Xem ra muốn thông qua truyền tống trận bàn rời khỏi đây, đúng là người si nói mộng. Muốn rời khỏi kiếm ngục chỉ có thể đi kiếm khí hà. Mấy ngày sau, Mã Quốc Kỵ lần nữa đi tới kiếm khí hà biên giới. Từ sau khi Bình An Đặng Sơn biến mất, những người đến kiếm khí hà lấy nước cơ hồ là tuyệt tích. Lúc này kiếm khí hà xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sương mù nhàn nhạt tại ngoài kiếm khí hà trôi nổi, thật giống như là sớm sớm bên hồ đồng dạng. Dày đặc kiếm khí từ biên giới thân thể Mã Quốc Kỵ xẹt qua, hoặc là rơi vào thân thể Mã Quốc Kỵ, ngay cả một đạo vết tích cũng là không có bị vạch ra. Dù Mã Quốc Kỵ chỉ là các đại la tiên trung kỳ, nhưng giờ phút này hắn đã luyện thể tới thân thể tầng trung kỳ thứ tư. Nơi này kiếm khí là cường đại, y nguyên không có cách nào phá vỡ nhục thể của hắn. Mã Quốc Kỵ tại biên giới kiếm khí hà tọa hạ, hắn không có lập tức đi lấy nước, mà là lặng lặng cảm thụ kiếm khí trong kiếm khí hà. Thần niệm y nguyên không cách nào thẩm thấu đến bên trong kiếm khí hà, thậm chí không cảm giác được kiếm khí hà sôi trào mãnh liệt kiếm khí. Mã Quốc Kỵ chờ sau khi mình hoàn toàn thích ứng với kiếm khí ở trong biên giới kiếm khí hà, lúc này mới ngưng tụ linh nhãn nhìn về hướng kiếm khí hà. Dày đặc đáng sợ kiếm khí vết tích dưới linh nhãn quán không ẩn trốn, kiếm khí vô cùng vô tận kia chỉ là đến mặt ngoài kiếm khí hà thôi, mới ngưng tụ ra hóa thành vô tận kiếm khí xông đến. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Mã Quốc Kỵ cảm giác được chính mình linh nhãn từng chợt đau đớn. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi linh nhãn, luốt mấy cái viên đan dược,
Kiếm khí hạ kiếm khí mặc dù không có trực tiếp xé rách hắn linh nhãn, thời gian dài quan sát những cái kiếm khí này y nguyên để cho hắn linh nhãn có chút ít chịu không nổi. Nếu như không phải vội vã muốn đi ra ngoài, Mã Quốc Kỵ chờ tu luyện đến tiên vương đằng sau tại nơi đây. Đáng tiếc ở trong kiếm ngục hắn muốn tu luyện tới tiên vương còn không biết đợi đến lúc nào. Chưa tới một canh giờ, Mã Quốc Kỵ tiếp tục ngừng tụ linh nhãn quan sát kiếm khí hạ. Hắn còn không có xuống sông, kiếm khí trong nước sông này liền đối với hắn linh nhãn có thương tổn. Cái này khiến cho Mạc Kỵ hoài nghi, một khi mình tiến vào kiếm khí hà, hắn có hay không kiên trì. Lần này Mạc Kỵ không có quan sát quá trình ngừng tụ kiếm khí trong kiếm khí hà, linh nhãn trực tiếp vượt qua mặt ngoài kiếm khí hà, thẩm thấu vào bên trong kiếm khí hà. Mười mấy cái hô hấp về sau, Mạc Kỵ khiếp sợ, hiện tại kiếm khí hà đáy sông cắm một cái thanh trường kiếm. Thanh kiếm này nhìn bình thường phổ thông, Mã Quốc Kỵ linh nhãn lại nhìn thấy rõ ràng vô cùng vô tận kiếm khí chính từ thanh trường kiếm này xung quanh phát tán ra. Mã Quốc Kỵ hít vào một ngụm khí lạnh, kiếm khí hà quả nhiên là kiếm ngục kiếm khí nơi phát nguyên. Một cái thanh trường kiếm lại có thể cho cả kiếm ngục kiếm khí dày đặc, thậm chí tổn thương hồn phách nguyên thần. Trường kiếm này chủ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Linh nhãn lần nữa đau nhức, Mã Quốc Kỵ lại nhắm lại linh nhãn. Lại qua một canh giờ, Mã Quốc Kỵ lần nữa mở ra linh nhãn, đồng thời thận trọng đem một tay thò vào bên trong nước sông của kiếm khí hà. Một cỗ cảm giác lạnh buốt truyền tới. Không đợi Mã Quốc Kỵ cảm thụ đạo lạnh buốt này, vô cùng vô tận kiếm khí bao lấy hắn toàn bộ thân hình. Mã Quốc Kỵ linh nhãn có thể mở rõ ràng trông thấy kiếm khí vết tích mờ hồ, vô cùng vô tận kia bắt đầu điên cuồng xé rách nhục thể quán. Cùng một thời gian, càng nhiều kiếm khí vọt vào trong tức hải tử khí đại hồ quán. Một cái đạo huyết tiễn phun ra, Mã Quốc Kỵ quanh thân như là bị vô số nhện màng cắt đồng dạng, trong chớp mắt hóa thành một cái huyết nhân. Kiếm khí điên cuồng cắt xé lấy Mã Quốc Kỵ thức hải, điên cuồng xé rách Mã Quốc Kỵ da thịt. Giờ khắc này trên người Mã Quốc Kỵ mỗi một giọt máu, mỗi một tấc da thịt đều bị những kiếm khí này tham lam đồng ý hút đầu nguồn. Mặc cho thân thể mình bị tàn phá không còn hình dạng, Mã Quốc Kỵ y nguyên tỉnh táo, mở to linh nhãn cảm thụ kiếm khí trong kiếm khí hà này tàn phá bừa bãi. Nếu như lấy kiếm khí hà nước sông, lúc này lại nhiều nước sông, hắn đều lấy ly lên. Phải biết rằng đó chính là băng hoàng. Bọn hắn người lấy nước cũng là vừa tiếp xúc với kiếm khí hà liền thu hồi thùng gỗ. Hiện tại Mã Quốc Kỵ chỉ ít có tại kiếm khí hà dừng lại mười mấy cái hô hấp thời gian, tụ lại kiếm khí càng ngày càng nhiều. Mã Quốc Kỵ thậm chí nghe được thanh âm xương cốt của chính mình bị kiếm khí cắt đến xèo xèo. Trên mặt hắn da thịt tại dưới cái kiếm khí không ngừng biến mất. Mã Quốc Kỵ càng là tỉnh táo, hắn để mặc cho kiếm khí điên cuồng xé rách nhục thể cùng thức hải của hắn. Giờ khắc này chẳng những để cho 108 đầu mạch lạc tạo thành đại chu thiên, còn để cho công pháp luyện thể tu luyện đại chu thiên tạo thành một cái chu thiên tuần hoàn. Trừ cái đó ra, hắn còn tại vận hành tinh hải thần quyết. Chỉ có lưu lại lâu dài ở trong kiếm khí hà mới có thể biết tiền linh khí trong kiếm khí hà có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì loại tiên linh khí đáng sợ này, Mã Quốc Kỵ mới có quyết định để cho mình tu luyện bất hủ phẩm nhân quyết nghịch chuyển. Đằng sau, hắn công pháp luyện thể mới đạt được cường đại đến tiên linh khí hô ứng, tăng tốc nhục thể rèn luyện tinh hải thần quyết. Vì sao Mã Quốc Kỵ giải quyết tai họa ngầm kiếm khí xé rách tự hộ đại khí trong thức hải quán? Tinh hải thần quyết trong này vận chuyển tu luyện so với bình thường tình huống muốn phải nhanh gấp trăm lần chưa hết. Có áp lực mới có động lực. Đối với công pháp luyện thể tới nói, kiếm khí hà vô tận kiếm khí kia áp bức. Đối với tinh hải thần quyết tới nói, vô tận kiếm khí xông vào trong thức hải Mã Quốc Kỵ là giống nhau áp bức. Cảm nhận được thức hải của mình càng ngày càng ngưng kết, tử khí đại hồ tựa hồ sinh ra cả chất biến. Mã Quốc Kỵ thậm chí cảm tạ Thái Sử Tiêu. Không có Thái Sử Tiêu, hắn liền không có tinh hải thần quyết. Trong tinh hải thần quyết một chút đạo lý trước đó, Mã Quốc Kỵ không có cảm ngộ thấu. Ở trong kiếm khí hà loại vô tận kiếm khí này sẽ rách xuống, bất chi bất giác Mã Quốc Kỵ lĩnh ngộ được. Thời điểm ban sơ là vô tận kiếm khí không ngừng xé rách, Mã Quốc Kỵ nhục thân không ngừng tổn hại. Đến đằng sau khi Mã Quốc Kỵ luyện thể tiêu hao kiếm khí, thức hải tu luyện tiêu hao kiếm khí cũng là cùng với kiếm khí trong cái kiếm khí hà này vọt tới hình thành một cái cân bằng. Mã Quốc Kỵ triệt để quên đi chính mình nhục thân đang đau đớn, đắm chìm tại cái loại vô tận vô hạn kiếm khí cắt xé này.